Để làm được việc lớn thì không nên xem thường những việc nhỏ. Và vì vậy cho nên để có thành công, chúng ta phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất. Cạnh tranh thì đúng là khốc liệt, nhưng mà một người kinh doanh ấy, thì việc đầu tiên là anh phải xem xét thị trường. Doanh nghiệp của mình sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích cho cộng đồng xã hội, rủi ro nó đưa lại cho cộng đồng là gì, cuối cùng mới là cái quyền lợi của chính mình. Nếu mọi việc đều dễ thì không đến được chúng ta làm. Các bạn startup phải đừng bao giờ từ bỏ. Cái người mà làm cho nhiều người hạnh phúc mới là người thành công. Có thất bại. Yeah. Thì thất bại lớn nhất và sau này mình đúc kết là có hai lý do chính. Một là mình nhìn sai người. Hai là cái timing của thị trường, có nghĩa thời điểm của thị trường. Thì cái lý do mà nhìn sai người chắc chắn có, và đấy là dẫn đến việc thất bại. Ví dụ như mình nhìn một người rất trẻ đam mê, họ rất trẻ giỏi.